Triệu Lệ Dĩnh thất vọng vì bị Lâm Canh Tân lạnh nhạt nên được một người lên tiếng bảo vệ. Tranh cãi xung quanh hành động thờ ơ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau khi bị phát hiện có bạn gái. Sức hút của Dữ Phượng Hành khiến mọi chủ đề xoay quanh bộ phim và cặp diễn viên chính Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đều được khán giả quan tâm. Mặc dù đã kết thúc hành trình lên sóng sau hơn một tháng ra mắt khán giả, phim vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng vì tin đồn hẹn hò của Lâm Canh Tân vừa nổ ra gần đây. Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, nam diễn viên Lâm Canh Tân đã chính thức đăng Weibo tạm biệt phim Dữ Phượng Hành. Trong bài đăng, Lâm Canh Tân có viết lời cảm ơn tới bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh với nội dung chính là cảm giác vinh dự khi được tái hợp cùng đàn chị. Tuy nhiên hiện tại fan của cặp đôi lại cho rằng lời nói của Lâm Canh Tân quá khách sáo và lạnh nhạt hơn bình thường. Nhiều người còn suy đoán lý do đằng sau động thái này là sự việc sáng ngày 11 tháng 4 blogger đã bất ngờ tung hình ảnh Lâm Canh Tân hẹn hò với bạn gái khiến cho fan couple bùng nổ thất vọng. Hàng loạt thành tích khủng của Dữ Phượng Hành đã giúp Lâm Canh Tân trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hành động này của nam diễn viên hiện đang thu về nhiều phản hồi tiêu cực. Nhiều người chỉ trích Lâm Canh Tân ăn cháo đá bát, vừa hôm trước vẫn còn thể hiện sự tôn trọng với đàn chị nhưng hôm sau đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Ngay sau đó không lâu, nữ diễn viên thủ vai Kim Nương Tử đã chính thức lên tiếng cảm ơn và ca ngợi sự cao thượng của Triệu Lệ Dĩnh. Cô chia sẻ, tôi thật may mắn, lời đề nghị của Triệu Lệ Dĩnh cùng với sự chứng thực của công ty quản lý Tân Lệ của tôi khiến vai trò của tôi dường như được thể hiện ra một cách tự nhiên, nhưng không biết rằng điều đó sẽ không thể hiện được. Nếu không có sự nỗ lực chung của nhiều người, tôi không thể diễn tả được sự xúc động của mình cũng như không thể chỉ nói lời cảm ơn.